Hello, hello Minh. How are you How are you today? Super good, thank you. And super good too. Thank you so much for asking. Rồi, trước khi mình tiếp tục những câu hỏi của bài trước á, thì cô sẽ hỏi lại câu đầu tiên mà bữa trước cô hỏi mình nha. Đó là tell me about your family. Mình ôn lại câu hôm qua trước rồi mới tới có những câu tiếp theo ha. Rồi, hãy kể về gia đình của bạn. Tell me about your family. Cô ghi lại cho con cái những cái ý mà mình cần phải đề cập nha. Rồi, đầu tiên sẽ là có bao nhiêu thành viên ha. Có bao nhiêu thành viên. Tiếp theo sẽ là đó là những ai. Rồi, nghề nghiệp, sở thích. Nghề nghiệp, sở thích ha. Nghề nghiệp sở thích, ngoại hình và tính cách. Rồi, và cuối cùng là tôi yêu gia đình tôi, là câu kết cùng. Rồi, bắt đầu đi Minh. Bắt đầu đi con. Minh ơi, bắt đầu đi con. My there are four people in my family. They are. Đó là những ai? They are. My dad, my mom, my younger sister and Nghề nghiệp và sở thích của từng người. me. My dad is My dad is a My dad is a My My dad is gì con?
My dad is a worker. My dad is a worker. Okay. My mom is a My mom is a office worker. My younger sister is a baby. And I am a student. Sở thích. My father likes. Tớ sở thích cơ. My father likes. My father likes. My father likes football. My father likes football. Okay. My mother likes. My mother likes cooking. My younger sister. My younger play with my mother. Playing with my mother. Playing with my mother. Tiếp theo là ngoại hình và tính cách. My father is ngoại hình và tính cách. My father and my mother are high. Tall, cao hay là thấp, mập hay ốm á con? My younger sister is short and fit. My dad and my younger sister are funny. Funny. My mom is friendly. Friendly. I love my family. Love my family. Yeah, tiếp tục câu tiếp theo nha. How do you go to school? I go to school with my dad. Con đi đến trường bằng phương tiện gì? How do you go to school? I go to school by
motorbike. I go to buy motorbike. Okay. Câu tiếp theo. Do you like traveling by train? Do you like traveling by train? Yes, I do. Yes, I do. I like. Yes, I do. I like. Yes, I do. I like traveling by. Traveling by train. Đúng rồi. Continue. Let's move on to the next exercise. Find the differences between two pictures. This is picture number one and this is picture number two. I will give you 1 minute. Cô sẽ cho mình 1 phút để tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức tranh này ha. Sau đó con so sánh cho cô nha. 1 minute for you start. 1 phút cho mình để nhìn tranh bắt đầu. Rồi. Let's start. Bắt đầu. Hành khách thì ấy gì cô? Hành khách hả con? Hành khách là passenger. Yeah, in picture number one, it not passenger in the train, but in picture number two, there is no, nghe con, không phải là not mà phải là no. There is no. Đúng rồi, there is no passenger in picture number one, but there is a lot of, there are a lot of passengers in picture number two. Rồi, điểm đầu tiên. Điểm thứ hai. Điểm thứ hai. Điểm tiếp theo đi con. Number one, the clock is on the ở trên mình sẽ dùng là above. Above the lock, above the apple. Apple picture.
apple picture. But in picture number two, the apple, the clock. Continue. Điểm khác nhau tiếp theo. Màu sắc của mấy con chim á con, một bên là màu xanh lá, một bên là màu một bên là green, một bên là màu blue. Đây ha, một bên là green, một bên là blue. Number one, there are two birds. It blue or blue? Blue birds. But in picture number two, they are green bird. Rồi, tiếp tục. In picture number one, she is having con đang muốn nói một người phụ nữ già đúng không? Dạ không con. Con đang nói cô bé. Bạn... The cô girl. Bé. Con có thể dùng the girl ha. Girl is taking camel. Cầm là gì ha? Cầm là holding. The girl is holding camel. Picture number 2. Bức tranh số 2 bạn đang cầm gì ha con? Con gì? Không còn là con camel nữa, đúng không? Mà là một con khác rồi. Đó là con elephant. Elephant. But picture number two. She is putting a camera. I'm putting a điểm khác nhau tiếp theo. Đó là trong cửa hàng ha, trong cửa hàng ở bức tranh thứ nhất có nhiều người nhưng mà ở bức tranh số 2 thì không có ai cả. In the shop. In the shop. In picture number one, the man is
drinking juice, but in picture number two, the man is eating hot dog. In picture number one, the man is carrying, mang đúng không ta? Carrying umbrella, but in picture number two, the man is carrying newspaper. Newspaper, okay. In picture number one, the woman is wearing a jacket, but in picture number two, the woman is having a jacket. Con nói cái vụ mà ở trong shop chưa? Có người ở trong shop và không có người ở trong shop chưa? Con đang định nói tới một vụ khác nữa. Rồi. In picture number one, the hat is on the suitcase. But in picture number two, the hat is on the floor. In picture number one, it's a bookshelf. But in picture number two, it's a bookshelf. There are bookshelf. Còn ở picture number two là con có thể nói là there are book on bookshelf, nó dễ nói hơn. Có những cuốn sách ở trên cái kệ. Còn ở bức tranh số 2 là có những cái chai ở trên cái kệ. There are some bottle on the shelf. Rồi. The number one is many book on the shelf. On the shelf. But in picture number two, is bottom on the shelf. There are bottles on the shelf. In picture number one, the clock is right, but in picture number two, the clock is yellow. Và thời gian cũng khác rồi đúng không? Cái thời gian ở hai cái đồng hồ cũng khác luôn. Picture number one, the time is mấy giờ? 11:30. Half past 11. But in picture number two, the time is 10:10. Half past 10. Half past 10. Okay. In picture number one, as many people in the shop, but in picture number two, it is not people. Yeah. There is no one. There is no one in the shop. Đúng rồi. That's all. That's all. That's all. Train. That's all. Hết chưa? That's all. Train. Còn điểm khác nhau nào nữa không con? Dạ có. Rồi, đó là gì? In picture number two, it's at a moon, but in picture number two, it's not moon. Moon, okay, đúng rồi. In picture number one, there is a moon on the sky, but there is no moon on the sky in picture number two. Very good.
Continue the next one. Let's move on to make a sentence and answer the questions. Did Ian and Bill and they live in the same street? Đây là hai nhân vật của mình, đó là Ian và Bill ha. They live in the same street. Họ sống ở trên cùng một con đường nhưng mà họ không biết nhà của hai người này ở đâu. Có nghĩa là người này không biết nhà người kia cũng không biết nhà người nọ ha. Bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi để cho hai người có thể biết nhà nhau nha. Đầu tiên đó là Ann's house, nhà của Ann ha. Rồi mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Ann's house is old or new? Câu hỏi thì mình sẽ đảo to be ra ở phía trước. Is Anne's house old or new? New. Đúng rồi. Đáp án của mình sẽ là old hay là new cơ? Nhà của cô An này old hay là new? Thông tin ở trong cái bảng ha. New. New, đúng rồi. Tiếp theo là hỏi về màu sắc. Hỏi về màu sắc. Câu hỏi về màu sắc của mình sẽ là what color what color is it? Nó có màu gì ha? Rồi, con sẽ trả lời như thế nào? Màu sắc ngôi nhà của cô An là màu gì vậy Minh? Màu sắc ngôi nhà của cô An đó là màu How many windows are there? Con trả lời câu hỏi về màu sắc cho cô trước. It's blue and white. Đúng rồi. Hỏi về cửa sổ. How many? How many windows are there? Are there in her house? Rồi, đáp án là bao nhiêu cái cửa sổ ha?
Có bao nhiêu cái cửa sổ ở nhà của cô An con? Đáp án của mình sẽ là there are six windows, có 6 cái cửa sổ ha. Tiếp theo con đặt câu về garden, hỏi là nhà của cô ấy có garden hay không. Nhà của cô anh có garden hay không? Is there any gardens in her house? Nhà của cô Anh có garden không con? Có vườn hay không? Is no garden There is no garden in her house. Okay. in Tiếp theo là where. Vị trí của ngôi nhà. Where. Where is it? Where is this? Okay, nó nằm ở đâu ha? Where is this? Nó nằm ở đâu con? It nó nằm ở is near the museum, nó nằm ở gần bảo tàng ha. Rồi tương tự mình cũng sẽ đặt câu hỏi cho ngôi nhà của anh Bill cho cô ha. Đây con tiếp tục đặt câu hỏi với ngôi nhà của anh Bill ha. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc câu hỏi và mình sẽ trả lời nha. Đầu tiên đó là Is Bill's house old or new? Nhà của anh Bill cũ hay là mới? Is Bill's house old or new? Nhà của anh Bill mới hay là cũ mình? It is old. Nó cũ hả con? Nhà của anh Bill thì cũ. Tiếp theo là màu sắc. What color is it? Màu sắc nhà của anh Bill là gì Minh? Màu sắc nhà của anh Bill.
Anh piu quá con, nhà màu gì? Red and white. Đúng rồi, có bao nhiêu cái cửa sổ? How many windows? In. And có vườn không con? Is there any garden in her Yes. in his house? Rồi, và where is it? Nó nằm ở đâu? Near stadium. Near the station. Đúng rồi. Rồi, hôm nay cô sẽ dạy Minh thêm một điểm ngữ pháp mới nữa nha. Đó là enough và to ha. Khi mà con muốn diễn tả một cái việc gì đó đủ để làm gì hoặc là quá mức để làm gì thì con sẽ sử dụng enough và to. Đầu tiên mình sẽ đến với cấu trúc enough to ha, đủ để làm gì. Cô ví dụ nha. Anh ấy đã không đủ thời gian để sửa chiếc xe. He doesn't have enough time to fix his car. Đủ để làm gì hoặc là không đủ để làm gì ha. Và cấu trúc của nó sẽ là chủ ngữ cộng với động từ to be. Chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với tính từ. Này, adjective có nghĩa là tính từ ha. Adjective và tính từ cộng với enough cộng với for somebody có nghĩa là for ai đó ha, ví dụ như là for me, for him hoặc là for her, và cộng với động từ nguyên mẫu ha, động từ nguyên mẫu. Còn adverb là trạng từ ha, ở đây cô ghi là adj là tính từ, còn adv là trạng từ, tính từ. Còn đây là trạng từ. Ok. Đó là enough ha. Dạng phủ định của nó thì mình chỉ cần thêm not vào sau to be là được. Phủ định thì mình sẽ thêm not vào sau to be ha. Đây, thêm not vào sau to be. Rồi, bây giờ mình thử đặt câu ví dụ nha. The weather is beautiful enough to have a picnic. Thời tiết đủ đẹp để đi dã ngoại ha. Ở đây thì tính từ mình sẽ đứng trước enough nha. Tính từ đứng trước enough. Rồi, còn phủ định thì mình chỉ cần thêm not vào sau to be. He isn't strong enough to lead this boss. Anh ấy không đủ mạnh để nâng cái hộp này lên. Tiếp theo là cấu trúc enough với danh từ. Hồi nãy cô có đặt một câu là anh ấy không có đủ thời gian để sửa xe. Thì khi đi với danh từ thì con lưu ý là danh từ nó phải đứng sau enough ha. Hồi nãy tính từ và trạng từ thì đứng trước enough, nhưng mà danh từ thì phải đứng sau enough. Enough có nghĩa là đủ ha. Rồi, enough có nghĩa là đủ. Cách dùng của enough, cách dùng của enough nha. Enough có nghĩa là đủ ha. Và mình sẽ sử dụng cấu trúc câu này để diễn đạt một cái việc gì đó mà một người nào đó có đủ cái gì đó làm cái việc gì đó không. Tiếp theo cô sẽ qua tới cấu trúc to. Đến nỗi, quá đến nỗi không thể. Quá đến nỗi không thể. Đối với tính từ thì công thức của mình sẽ như thế này. Chủ ngữ cộng động từ to be cộng to. To có nghĩa là quá ha, cộng với tính từ và cộng với to verb. Cô ví dụ một câu là the weather is too bad for us to go camping. Thời tiết quá xấu đến mức chúng tôi không thể cắm trại. Quá đến nỗi. Trạng từ thì mình sẽ có tương tự như là tính từ luôn. Nó chỉ khác là thay vì tính từ đi với động từ to be thì trạng từ nó sẽ đi với động từ thường ha. Cô ví dụ he speak too fast for me to understand. Anh ấy nói quá nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu được. He là chủ ngữ nè, speak là động từ nè, tới too là quá nè, fast là nhanh nè. Anh ấy nói quá nhanh for me, cho tôi, to understand để hiểu ha. Anh ấy nói quá nhanh đến nỗi là tôi không hiểu, tôi không theo kịp luôn. Đó là hai cấu trúc to và enough.
Rồi bây giờ mình thử làm một câu ví dụ nha. Viết lại câu với cấu trúc enough. Ở đây cô có câu số 1 nè. The water is quite cold, I can't drink it. Nước thì khá là lạnh, tôi không thể uống nó được. Con hãy sử dụng cấu trúc enough cho cô ha. Ở đây cô copy lại cấu trúc enough cho con nha. Rồi, đây. Cô copy lại cấu trúc enough xuống đây cho con dễ thấy. Rồi, mình thử làm cho cô đi con. Nước thì lạnh, tôi không thể uống nó. Đầu tiên chủ ngữ của mình là gì trong câu này? Chủ ngữ của mình là Minh ơi, chủ ngữ là gì con? Chủ ngữ trong câu này là gì? The water is quite cold, I can't drink it. Chủ ngữ trong câu này là the water ha. Chủ ngữ trong câu này là the water nước. Rồi tiếp tục động từ to be. The water is to be đây ha. Tiếp theo tính từ của mình là cold. Rồi, cold. Rồi tới từ enough. Tiếp theo là for somebody. Ở đây chủ ngữ chỉ người của mình là ai ha. Nên ở đây mình sẽ là for me. The water is quite cold enough for me. Rồi gì nữa con? To động từ nguyên mẫu ha. To drink. Rồi, thế là mình xong được câu này. Tiếp tục, mình thử làm một câu với từ chill nha. Đây, từ chill. Bài tập số number 4 đi. Hoàn thành câu luôn. The bags were very heavy. She couldn't carry it. Cái túi sách thì rất là nặng. Cô ấy không thể mang nó. Rồi bây giờ cô sẽ copy cái cấu trúc chill cho con dễ xem nha. Đây, cấu trúc chill ha. Rồi, cấu trúc to của mình là chủ ngữ cộng to be cộng to cộng adjective. Rồi, bắt đầu. Chủ ngữ là gì Minh? Yeah, the bag. Đúng rồi, the bag. Tiếp theo, động từ to be. Was. Was, chính xác. Rồi tới chữ gì con? To. Rồi tới? Very heavy. Ừ, ở đây to rồi thì không cần very đâu. Too heavy thôi. Too heavy. Too heavy. Ha. Bởi vì đây là too là quá rồi. Quá nặng. Tiếp tục. For somebody. For. For gì? Yeah. Somebody này có nghĩa là người ha. Ở đây chủ ngữ chỉ người là? She. She. Nhưng mà mình không dùng for she được. Mình phải đổi she thành? Her. Her, đúng rồi. For her. Tiếp tục. Không to carry. To carry. Tới đây thì không còn it nữa nha. To verb thôi, không còn it nữa. To carry là hết rồi ha. Xong câu của mình. Bây giờ mình xem lại có đúng chưa nè. Cái túi sách thì quá nặng để cô ấy có thể mang. Chính xác. Rồi. Con xem lại lý thuyết ở trên ha, sau đó ứng dụng làm bài tập cho cô ở phía dưới nha. Yeah. Right, okay. So today we'll stop here. Goodbye and see you next week, Minh. Okay. Bye, teacher. See you.